Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin của ngày 29 tháng Giêng năm 2022 trên kênh Culture Channel. Thủ tướng Justin Trudeau cách ly do con của ông bị dương tính với COVID-19. NACI kêu gọi tiêm mũi tăng cường COVID-19 cho các thanh thiếu niên có nguy cơ cao. Ít nhất có 15 trường hợp biến thể con của Omicron BA.2 được phát hiện ở Ontario. Bộ trưởng Giao thông Vận tải kêu gọi biểu tình ôn hòa và từ chối gặp gỡ các tài xế xe tải. Cảnh sát Ottawa cảnh báo cuộc biểu tình của đoàn xe có thể kéo dài sang tuần tới. Một nghiên cứu cho thấy cha mẹ đã tiêm phòng cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho những đứa trẻ chưa được tiêm chủng. Vương quốc Anh cho biết phải cẩn thận với các cuộc tấn công mạng của Nga khi cuộc khủng hoảng Ukraine ngày một nghiêm trọng. Thẩm phán Hoa Kỳ hủy bỏ cuộc đấu giá dầu ở vịnh Mexico vì tác động của khí hậu. Triều Tiên xác nhận các vụ thử vũ khí mới nhất, trong khi ông Kim Jong-un đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí chủ chốt. Hoa Kỳ được xếp hạng thứ 27 trong danh sách các quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Cùng với nhiều bản tin khác, mời quý vị chú ý theo dõi. Tuấn Liêm và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau cách ly do con của ông dương tính với COVID. Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng ông đang phải cách ly vì một trong những đứa con của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong một cuộc phỏng vấn với The Canadian Press, Thủ tướng nói rằng ông cảm thấy ổn và không có triệu chứng gì. Ông Trudeau nói rằng ông đã xét nghiệm một lần nữa vào sáng nay và kết quả vẫn là âm tính như lần trước. Ông không nói đứa con nào trong số 3 đứa con của ông đã có kết quả dương tính hay tình trạng của chúng ra sao. Hiện, Thủ tướng Trudeau đang làm việc tại nhà, tham dự một cuộc họp kín trực tuyến của Đảng Tự do hôm nay và cũng sẽ phải tham gia trực tuyến vào thứ hai khi Hạ viện tiếp tục hoạt động sau 6 tuần nghỉ ngơi. Quan chức y tế BC cho biết một số hạn chế có thể được dỡ bỏ vào ngày gia đình 21 tháng 2. Tròn 2 năm kể từ ngày COVID-19 xuất hiện ở British Columbia, quan chức y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry đã trích dẫn ngày gia đình ngày 21 tháng 2 là thời điểm mà một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng có thể được dỡ bỏ nhờ vào mức độ miễn dịch cộng đồng cao hơn và mọi người bắt đầu nhận được liều tăng cường. Các số liệu mới nhất cho thấy 90% người dân British Columbia từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm liều thứ hai của vaccine COVID-19. Tổng cộng, 92,6% trong số những người 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất liều đầu tiên, tương tự với 51% trẻ em đủ điều kiện từ 5 đến 11 tuổi. Bà Henry cho biết, tỉnh này hiện đang ở một tình trạng rất khác so với ngày 28 tháng 1 năm 2020, khi ca bệnh giả định đầu tiên của COVID-19 được chẩn đoán ở British Columbia. Bà dự đoán, COVID-19 sẽ còn ở với chúng ta một thời gian với các biến thể mới nhất định sẽ xuất hiện và khả năng miễn dịch rồi sẽ suy yếu. Tuy nhiên, kiến thức thu được trong 2 năm đầu về virus giúp định hướng các quyết định và quản lý tình hình trong tương lai. Manitoba kéo dài quy tắc COVID, cung cấp hỗ trợ tài chính để thăm bệnh nhân tái định cư. Chính phủ Manitoba đang gia hạn lệnh y tế công cộng COVID-19 thêm một tuần để các quan chức y tế đánh giá xem liệu tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch đã qua hay chưa. Các quy tắc bao gồm giới hạn về cuộc tụ tập công khai và giới hạn đối với khách ở nhà riêng. Theo kế hoạch cũ thì hết hạn vào thứ ba tới, nhưng giờ được gia hạn cho đến ngày 8 tháng 2. Các quan chức y tế đã báo cáo 9 trường hợp tử vong liên quan đến COVID hôm thứ Sáu. Số bệnh nhân nhập viện với virus tăng nhẹ lên 715 người. Số người được chăm sóc đặc biệt bao gồm cả bệnh nhân không COVID vẫn tương đối ổn định trong những ngày gần đây ở mức 110. Dù mức này vẫn cao hơn nhiều so với khả năng thông thường trước đại dịch là 72. Nhiều ca phẫu thuật không khẩn cấp và xét nghiệm chẩn đoán đã bị hủy bỏ. Chính phủ đã và đang làm việc để mở rộng giới hạn của phòng chăm sóc đặc biệt để tránh phải chuyển bệnh nhân chăm sóc đặc biệt đến các tỉnh khác như mùa xuân năm ngoái.
Bắt đầu từ tháng tới, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho thân nhân và những người hỗ trợ của những bệnh nhân đó. Mỗi bệnh nhân tái định cư sẽ được phép chỉ định một người hỗ trợ. Người này sẽ được hưởng phiếu ăn uống, tài trợ vận chuyển và tối đa 70 đô la một đêm cho chỗ ở. Bộ trưởng Y tế Audrey Gordon cho biết vào tuần tới, chính phủ bảo thủ cấp tiến sẽ tiết lộ kế hoạch mở cửa lại tỉnh bang và hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp và tổ chức nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi các quy tắc hạn chế. Trong khi đó, lãnh đạo đảng tự do Doug Lamont cho biết còn quá sớm để xem xét việc nới lỏng các y tế công cộng. Ông nói, tôi cực kỳ lo ngại rằng Bộ trưởng Y tế về cơ bản hứa hẹn sẽ mở cửa lại toàn tỉnh, đặc biệt là sau khi Manitoba có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tồi tệ nhất ngoài Quebec và một con số tỷ lệ nhập viện tệ nhất trong nước. NACI khuyến nghị tiêm mũi tăng cường COVID-19 cho thanh thiếu niên có nguy cơ cao. Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng gọi tắt là NACI hiện đang khuyến nghị thanh thiếu niên có các bệnh lý tiềm ẩn hoặc là có nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 nên tiêm liều bổ sung. Lời khuyên mới của NACI dành cho thanh thiếu niên từ 12 cho tới 17 tuổi là hãy đi tiêm mũi tăng cường nếu họ có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc là sống trong các khu vực tập thể hoặc các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc hoặc là bị gạt ra ngoài mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca nhiễm COVID-19. Dữ liệu của Bộ Y tế Canada cho thấy, trong tuần trước có 251 trẻ em dưới 12 tuổi và 84 trẻ vị thành niên từ 12 tới 19 tuổi nhập viện với COVID-19. Lời khuyên của Canada không rộng bằng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, nơi đã khuyến nghị vào ngày 5 tháng Giêng rằng tất cả trẻ em từ 12 cho tới 17 tuổi nên đi tiêm nhắc lại 5 tháng sau liều thứ hai. Khi được hỏi tại sao các khuyến nghị của Canada chỉ áp dụng cho thanh thiếu niên có nguy cơ cao, bà thêm nói rằng NACI đang theo dõi các dữ liệu mới nhất về liều tăng cường và khoảng thời gian khuyến cáo cho nhóm tuổi này. Nhưng phần lớn thanh thiếu niên được bảo vệ tốt khỏi bệnh nặng với hai liều vaccine. Chỉ hơn một nửa số trẻ em ở Canada từ 5 cho tới 11 tuổi được tiêm ít nhất là một liều vaccine đầu tiên, trong khi 82% thanh thiếu niên từ 12 cho tới 17 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, tại tỉnh bang Ontario đã có ít nhất 15 ca biến thể con của Omicron BA2 được phát hiện. Các quan chức y tế cho biết họ đã phát hiện ít nhất có 15 ca nhiễm biến thể BA.2, biến thể phụ của Omicron. Y tế công cộng Ontario đã công bố dữ liệu mới nhất vào chiều thứ Sáu và nói rằng 8 trong số các trường hợp được xác định trong khoảng thời gian ngày 1 tháng Giêng cho tới ngày 11 tháng 12 năm 2021, trong khi 7 trường hợp còn lại được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 12 năm 2021 cho tới ngày 8 tháng Giêng của năm 2022. BA.2 là đời sau của biến thể Omicron và có khả năng truyền nhiễm cao và đã được tìm thấy ở ít nhất 40 quốc gia cho đến nay. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa coi BA.2 là một biến thể đáng lo ngại, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi sự lây lan của nó. Phiên bản này được nhiều người nhận xét là lén lút hơn phiên bản gốc vì các đặc điểm di truyền cụ thể khiến cho nó khó phát hiện hơn. Một số nhà khoa học đã bày tỏ lo lắng rằng nó có thể sẽ dễ lây lan hơn. Hiện thì người ta vẫn chưa rõ liệu nó có thể né tránh vaccine tốt hơn hay không, hay là gây ra bệnh nặng hơn hay không. 7 trong số 15 ca ở Ontario là từ Toronto và Y tế Công cộng Ontario không xác nhận được vị trí của 8 trường hợp còn lại. Lời khuyên về nước đun sôi được dỡ bỏ ở Iqaluit trong bối cảnh lo ngại về ô nhiễm nhiên liệu. Bộ Y tế của Nunavut đã dỡ bỏ lời khuyên đun sôi nước mang tính đề phòng cho thành phố Iqaluit. 8.000 người của thủ đô đã được khuyên đun nước kể từ ngày 19 tháng Giêng khi thành phố bắt đầu sử dụng hệ thống đường vòng để bơm nước cho người dân. Thành phố đã đóng cửa nhà máy xử lý nước cùng ngày sau khi nước uống từ vòi được phát hiện có dấu vết của dầu. Nước cũng bị ô nhiễm dầu vào cuối năm ngoái và người dân đã phải tuân theo lệnh không sử dụng nước trong 2 tháng. Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố rằng lời khuyên về nước đun sôi được đưa ra tạm thời để bảo đảm nguồn nước an toàn để uống trong khi thành phố chuyển sang tuyến mới. Bộ cho biết những lời khuyên như vậy là tiêu chuẩn
bất cứ khi nào có sự thay đổi đáng kể về cách xử lý nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải kêu gọi biểu tình ôn hòa, từ chối gặp gỡ với các tài xế xe tải. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với City News, Bộ trưởng Giao thông Liên bang đang kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa vào cuối tuần này khi đoàn xe tự do gồm các xe tải đổ bộ vào Ottawa trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Với đám đông hàng nghìn người dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô của quốc gia vào thứ Bảy, Omar Al-Ghabra sẽ không lùi bước trước quy định vaccine của chính phủ đối với những người lái xe tải. Tuy nhiên, Bộ trưởng nói rằng ông hy vọng đoàn xe vẫn bình tĩnh trong suốt cuộc biểu tình. Ông Al-Ghabra nói rằng mình lo ngại về những lời hùng biện quá khích và bạo lực xung quanh cuộc biểu tình, nhưng nói rằng ông sẽ không bị đe dọa khi làm công việc của mình để phục vụ người dân Canada. Bộ trưởng cũng cho biết ông không có ý định gặp ban tổ chức. Ông Al-Ghabra cho biết mình đã gặp gỡ các đại diện trong ngành và sẵn sàng nói chuyện với những người không đồng ý với các chính sách của chính phủ một cách tôn trọng. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole hôm thứ Năm cho biết rằng ông sẽ gặp một số tài xế xe tải, nói thêm rằng ông và các nghị sĩ của mình từ lâu đã chống lại quy định vaccine mà họ phải đối mặt. Nhưng ông cũng tố cáo những người tham gia đoàn xe đang tán thành những tư tưởng phân biệt chủng tộc và cực đoan. Các nhà tổ chức cuộc đua đã cố gắng tách mình khỏi một số diễn ngôn cực đoan hơn. Nhà tổ chức Tamara Leak đã đăng một video lên Facebook yêu cầu những người ủng hộ tháo bằng lái và số xe tải của bất kỳ tài xế nào ám chỉ hành vi bạo lực. Không ai trong đoàn xe này sẽ kích động bạo lực hoặc đe dọa, Leak nói. Đó không phải là những gì chúng tôi ở đây để làm. Cảnh sát Ottawa cảnh báo cuộc biểu tình của đoàn xe có thể kéo dài sang tuần tới. Cảnh sát Ottawa cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ hành vi bạo lực hoặc tội phạm nào có thể xảy ra cuối tuần này khi lượng xe tải lớn và người biểu tình đổ về thủ đô. Cảnh sát cũng đã cảnh báo rằng các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố có thể tiếp tục sau Chủ nhật. Trong một cuộc họp báo khẩn cấp, cảnh sát trưởng Ottawa cho biết có liên lạc tốt với những người tổ chức đoàn xe, những người cam kết rằng các cuộc biểu tình của họ sẽ diễn ra hòa bình. Cảnh sát trưởng cảnh báo rằng có những cá nhân sử dụng mạng xã hội để kích động thù địch và bạo lực diễn ra trong thành phố. Chúng tôi sẵn sàng điều tra, bắt giữ nếu cần thiết, buộc tội và truy tố bất kỳ ai có hành vi bạo lực hoặc vi phạm pháp luật trong cuộc biểu tình, cảnh sát trưởng Peter Slowly cho biết. Ông Slowly cho biết vẫn chưa có số lượng xe tải được xác nhận cũng như số người dự kiến sẽ đến trung tâm thành phố Ottawa lúc cuộc biểu tình chính diễn ra vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 1. Sẽ có rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục và thường phục trong khu vực xung quanh Parliament Hill và trên đường cao tốc địa phương. Cảnh sát cũng đã dành thời gian để thúc giục cư dân chuẩn bị cho tình trạng giao thông chậm trên diện rộng. Những người lái xe tải và người điều khiển các phương tiện khác đang được hướng đến nhiều tuyến đường để vào trung tâm thành phố Ottawa, bao gồm cả một số tuyến đường nằm ngoài trung tâm. Nova Scotia làm rõ kế hoạch cho sinh viên y tá làm việc trong dịch vụ chăm sóc dài hạn. Nova Scotia hiện cho biết các sinh viên y tá làm công việc chăm sóc dài hạn thay cho các kỳ thực hành lâm sàng của họ sẽ nhận được tiền thù lao $1,000 cho công việc của họ. Vào thứ Năm, các sinh viên điều dưỡng học kỳ 4 tại Đại học Dalhousie đã nhận được một lá thư cho biết họ sẽ dành 2 tuần kể từ ngày 7 tháng 2 làm việc trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn để giúp giải quyết tình trạng thiếu điều dưỡng đang diễn ra. Vào thời điểm đó, người ta hiểu rằng công việc sẽ không được trả công, điều mà Barbara Adams, Bộ trưởng Bộ Cao niên và Chăm sóc dài hạn đã làm rõ vào hôm thứ Năm. Bản thân là một cựu sinh viên, chúng tôi đã không được trả lương, bà nói với các phóng viên. Đó là một phần trong quá trình đào tạo của bạn và chúng tôi hy vọng họ hiểu được điều đó. Một số sinh viên lo lắng về việc thiếu tiền bồi thường cũng như liệu việc xếp lớp có được cân nhắc cho giờ lâm sàng của họ hay không. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, tỉnh đã đưa ra một thông báo cho biết họ sẽ được coi là các vị trí lâm sàng và những sinh viên chấp nhận và chưa được bồi thường thông qua một chương trình co-op hoặc một vị trí trả tiền khác sẽ được trao $1,000 danh dự. Điều này sẽ không làm tăng đáng kể khối lượng công việc của sinh viên vượt quá yêu cầu khóa học hiện tại và nó sẽ hỗ trợ kết quả giáo dục của họ, thông cáo cho biết. Các mốc quan trọng của chương trình như lễ tốt nghiệp sẽ vẫn đi đúng hướng. Sinh viên Dalhousie sẽ được tham gia bởi các y tá sinh viên, trợ lý chăm sóc thường xuyên và sinh viên điều dưỡng thực hành được cấp phép và các giảng viên từ Đại học St. Francis Xavier, Đại học Cape Breton, Đại học St. Annie và Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia.
Bản thông cáo cho biết tối đa 1.500 sinh viên và người hướng dẫn có thể đủ điều kiện tham gia và họ sẽ được hỗ trợ đầy đủ tại chỗ bởi những người hướng dẫn và những người giám sát khác. Tính đến thứ Sáu, 26 cơ sở chăm sóc dài hạn đã đóng cửa không tiếp nhận người do thiếu hụt lực lượng lao động và có 1.913 người trong danh sách chờ chăm sóc dài hạn với 312 người đang chờ trong bệnh viện. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời cho biết mức phí mới của Nova Scotia Power sẽ tàn phá ngành. Các chủ nhà, chính trị gia và những người trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang kịch liệt phản đối khoản phí mới được đề xuất của Nova Scotia Power cho những người tự tạo ra điện và bán lại cho lưới điện. Công ty đã nộp đơn lên hội đồng đánh giá và tiện ích Nova Scotia vào ngày thứ Năm về những thay đổi khác nhau, bao gồm việc tăng giá điện cho khách hàng dân cư lên ít nhất 10% trong 3 năm tới. Đối với những người có hệ thống năng lượng mặt trời 10 kW điển hình tạo ra khoảng 1.800 đô la điện mỗi năm, mức phí mới có nghĩa là những khách hàng đó sẽ phải trả lại 960 đô la cho Nova Scotia Power. Có 40 công ty thành viên ở Solar Nova Scotia, hầu hết trong đó là các doanh nghiệp lắp đặt nhỏ sử dụng hàng trăm người trong lĩnh vực đang phát triển này. Họ có thể sẽ phải cho thôi việc. Người ta đang hủy lắp đặt và gây ra một hiệu ứng tồi tệ lên toàn ngành. Một người đàn ông ở Richmond được cho là đã bắn chết cha mẹ và em gái và rồi tự sát. Các nhà điều tra án mạng đã xác nhận một vụ nổ súng khiến cho 4 thành viên trong gia đình ở Richmond, tỉnh PC chết dường như là do vụ giết người và tự sát. Hôm thứ Năm thì hai người đàn ông và hai phụ nữ trong cùng một gia đình đã được xác nhận là những người được tìm thấy trong căn hộ song lập tại Garden City Road gần Alder Bridgeway. Các thi thể được phát hiện vào tối thứ Ba mặc dù họ được cho là đã chết vào đêm hôm trước. Cảnh sát tin rằng người con trai đã giết cha mẹ và em gái của mình. Nhưng cảnh sát vẫn đang chờ xác nhận chính thức về khám nghiệm tử thi và vũ khí đang chờ xử lý. Đối với những ai ở khu vực đường Garden City gần với đường Alden và đường Leslie vào đêm thứ Hai và nhìn thấy hoặc là nghe thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ, hoặc nếu bạn có bất kỳ thông tin nào khác, bạn được yêu cầu gọi cho nhóm điều tra án mạng tổng hợp theo số 1-877-551-4448 hoặc là gửi email tới ihitinfo@rcmp.grc.gc.ca. Cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 28 tháng Giêng, Canada báo cáo có thêm 18.185 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 2.891.847. Có thêm 22.842 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 287.078 ca còn bệnh và có thêm 149 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 32.379 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 77,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,3 triệu người, hay là hơn 84,4% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 78,4% dân số đã tiêm hai liều. 88,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất là một liều và 82,5% đã tiêm hai liều. Trên 14,9 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Tại tỉnh Alberta đã báo cáo có 3.036 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Tại Ontario, tỉnh báo cáo có 68 trường hợp tử vong và 5.337 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã công bố có 3.600 ca nhiễm mới cũng như 48 ca tử vong. Saskatchewan, các quan chức y tế công bố có 1.392 ca bệnh mới. Manitoba có 898 ca bệnh mới được báo cáo vào ngày thứ Sáu, cũng như có 5 ca tử vong mới. Nova Scotia ghi nhận có 620 ca bệnh mới và nâng tổng số ca của tỉnh lên 4.316 ca. Tại tỉnh New Brunswick, báo cáo có sự gia tăng 396 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 4 trường hợp tử vong mới. PEI, các quan chức y tế thông báo có 215 ca nhiễm mới trong tỉnh. Tại Yukon có 23 ca bệnh mới, Newfoundland và Labrador có 265 ca bệnh mới,
Nunavut có 98 ca bệnh mới. Tại tỉnh BC, báo cáo có 2.137 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Và sau cùng là NWT có 168 ca bệnh mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin điểm qua một số các bản tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Nghiên cứu cho thấy cha mẹ đã tiêm phòng cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho những đứa trẻ chưa được tiêm chủng. Vương quốc Anh cho biết cẩn thận với các cuộc tấn công mạng của Nga khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine ngày một nghiêm trọng. Thẩm phán tại Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc đấu giá dầu ở vịnh Mexico vì tác động của khí hậu. Triều Tiên xác nhận các vụ thử vũ khí mới nhất, trong khi ông Kim Jong-un đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí chủ chốt. Mỹ đã được xếp hạng thứ 27 trong danh sách các quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Facebook hạ gục nỗ lực tiền điện tử. 10 người giàu nhất thế giới đều đã mất hàng tỷ Mỹ Kim kể từ khi bắt đầu năm 2022, ngoại trừ Warren Buffett. Rừng Amazon hút thủy ngân từ chuỗi cung ứng vàng. Moderna ra mắt thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine HIV sử dụng công nghệ mRNA. Với tỷ lệ người trẻ mắc ung thư ruột kết cao, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát. Sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu bản tin thế giới với phần cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Merck & Co. và đối tác Ridgeback Biotherapeutics cho biết vào thứ Sáu, 6 nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy viên thuốc uống COVID-19 Monopiravir thử nghiệm của họ có hoạt tính chống lại biến thể Omicron lây lan nhanh. Dữ liệu đã đánh giá hoạt động kháng virus của Monopiravir và các chất kháng virus COVID-19 khác chống lại các biến thể COVID-19 được quan tâm. Viên thuốc uống này vẫn chưa được nghiên cứu chống lại Omicron trong các nghiên cứu trên người. Bộ trưởng Y tế Đức cho biết hôm thứ Sáu rằng Đức có làn sóng lây nhiễm từ Omicron đang được kiểm soát tốt và có thể xem xét dỡ bỏ một số hạn chế sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 2. Tại Pháp, người đứng đầu hệ thống bệnh viện Paris đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt bằng cách đặt câu hỏi liệu những người tiêm chủng vaccine COVID-19 có nên tiếp tục điều trị bằng bảo hiểm y tế công hay không. Theo hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của Pháp, tất cả bệnh nhân COVID-19 điều trị đặc biệt đều được đài thọ toàn bộ chi phí điều trị, với chi phí khoảng 3.000 euro mỗi ngày và thường kéo dài 1 tuần đến 10 ngày. Tại Ấn Độ, thủ đô Delhi đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào cuối tuần và cho phép các nhà hàng cũng như khu chợ mở cửa trở lại vào thứ Sáu, sau khi số ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh. Tuy nhiên, theo lệnh mới, thành phố sẽ duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm và các trường học sẽ đóng cửa, Trung úy Thống đốc Delhi cho biết. Các nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim sẽ được phép hoạt động với tối đa 50% công suất và số lượng người dự tiệc cưới sẽ bị giới hạn ở mức 200 người. Tại Philippines, chính phủ nước này hôm thứ Sáu cho biết, nước này sẽ cấp phép nhập cảnh cho những du khách đã tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch. Philippines đã lên kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 12, nhưng đã bị hủy bỏ do lo ngại về biến thể Omicron. Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng việc lan truyền tin tức giả mạo và thông tin sai lệch về COVID-19 và vaccine, bao gồm cả truyền thông công giáo, là vi phạm nhân quyền. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, vị Giáo Hoàng 85 tuổi lên tiếng về vấn đề này. 3 tuần trước, ông đã lên án những thông tin sai lệch về tư tưởng vô căn cứ về vaccine, ủng hộ các chiến dịch tiêm chủng quốc gia và gọi việc chăm sóc sức khỏe là một nghĩa vụ đạo đức. Nghiên cứu cho thấy, cha mẹ đã tiêm phòng cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho những đứa trẻ chưa được tiêm chủng. Một nghiên cứu cho thấy, các bậc cha mẹ được tiêm chủng sẽ cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho những đứa trẻ chưa được tiêm chủng đối với các chủng coronavirus Alpha và Delta. Nghiên cứu của Israel đã xem xét hai khoảng thời gian vào năm 2021, với khoảng thời gian đầu tiên là trong đợt Alpha của đại dịch COVID-19 từ tháng 1 đến tháng 3 và lần thứ hai trong đợt sóng Delta từ tháng 7 đến tháng 9. Nghiên cứu cho thấy rằng, trong cả hai đợt, cha mẹ đã tiêm phòng đầy đủ hoặc cha mẹ đã tiêm phòng đầy đủ với một mũi tiêm nhắc lại, làm giảm đáng kể khả năng nhiễm virus ở trẻ chưa được tiêm phòng. Trong đợt Alpha, những đứa trẻ chưa được tiêm chủng trong một hộ gia đình có hai cha mẹ đã được tiêm chủng đầy đủ được phát hiện có nguy cơ nhiễm
virus thấp hơn 71,7% khi so sánh với những đứa trẻ không được tiêm chủng trong các hộ gia đình có cha mẹ chưa được tiêm chủng. Ít có sự khác biệt về quy mô hộ gia đình hoặc độ tuổi khác nhau. Trong khi đó, khi chỉ có cha hoặc mẹ được tiêm chủng, nguy cơ trẻ em chưa được tiêm chủng trong hộ gia đình bị nhiễm COVID-19 chỉ giảm 26%. Trong làn sóng Delta, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em chưa được tiêm chủng có hai cha mẹ đã được tiêm chủng đầy đủ và được tiêm nhắc lại có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn 58,1% so với trẻ em không được tiêm chủng trong các hộ gia đình có cha mẹ đã được tiêm chủng đầy đủ ít nhất 5 tháng trước đó nhưng không tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, ở những hộ gia đình chỉ có một bố mẹ được tiêm chủng và tiêm chủng tăng cường, nguy cơ chỉ giảm 20,8%. Dữ liệu được đưa ra sau khi gần 1 triệu trẻ em bị nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 1. Nghiên cứu không đề cập đến biến thể Omicron. Vương quốc Anh cho biết, cẩn thận với các cuộc tấn công mạng của Nga khi cuộc khủng hoảng Ukraine ngày một nghiêm trọng. Hôm thứ Sáu, Anh cảnh báo các doanh nghiệp lớn tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng của Nga khi phương Tây lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ ra lệnh cho quân đội của mình tiến sát một phần khác của Ukraine. Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh đã nhiều lần cảnh báo ông Putin không nên tấn công Ukraine sau khi Nga triển khai khoảng 100.000 quân gần biên giới với nước láng giềng Liên Xô cũ. Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh, một bộ phận của cơ quan tình báo nghe lén GCHQ, cảnh báo các tổ chức lớn cần tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng của mình trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine ngày càng sâu sắc. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng thế kỷ 21 sẽ được xác định bởi cuộc đấu tranh giữa các nền dân chủ và các đối thủ như Trung Quốc và Nga, những người mà họ cho là đang thách thức sự đồng thuận thời hậu chiến tranh lạnh về mặt quân sự, công nghệ và kinh tế. Một cuộc tấn công mạng vào Ukraine hồi đầu tháng đã cảnh báo người dân Ukraine sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất. Ukraine cho rằng Moscow đứng sau vụ tấn công. Các cường quốc tấn công mạng hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và Trung Quốc, xếp theo hạng năm 2020 của trung tâm Belfer tại trường Kennedy của Harvard. Các nhà sản xuất Spy Master của Anh nói rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với phương Tây, nhưng sự thống trị lâu dài của Trung Quốc về công nghệ đặt ra một vấn đề lớn hơn nhiều. Thẩm phán Hoa Kỳ hủy bỏ cuộc đấu giá dầu ở vịnh Mexico vì tác động của khí hậu. Một thẩm phán liên bang đã vô hiệu hóa kết quả của một hợp đồng cho thuê dầu và khí đốt ở vịnh Mexico vào hôm thứ Năm và nói rằng chính quyền Biden đã không tính toán chính xác về tác động biến đổi khí hậu của cuộc đấu thầu. Quyết định này đã gây ra sự không chắc chắn về tương lai của giàn khoan ngoài khơi của Liên bang Hoa Kỳ, vốn là nguồn thu công lớn trong nhiều thập kỷ, nhưng cũng khiến cho các nhà hoạt động lo ngại về tác động của giàn khoan này đối với môi trường và đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, vịnh Mexico chiếm 15% sản lượng dầu hiện có của Hoa Kỳ và 5% sản lượng khí đốt tự nhiên khô. Triều Tiên xác nhận các vũ khí mới nhất khi ông Kim Jong-un đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí chủ chốt. Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa và nâng cấp đầu đạn của các tên lửa dẫn đường chiến thuật trong tuần này. Trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí hệ thống vũ khí chính, căng thẳng đang âm ỉ sau loạt 6 vụ thử vũ khí của Triều Tiên vào năm 2022, vì đó là một trong các vụ phóng tên lửa lớn nhất mà Triều Tiên đã thực hiện trong một tháng. Các vụ phóng này đã gây ra sự lên án của quốc tế và một lệnh trừng phạt mới từ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm thì hãng truyền thông của Triều Tiên đã cho biết về một bản cập nhật cho hệ thống tên lửa hành trình tầm xa đã được thử nghiệm và một cuộc thử nghiệm khác được tổ chức để xác nhận sức mạnh của đầu đạn thông thường đối với tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất vào hôm thứ Năm. Bình Nhưỡng đã bảo vệ các vụ phóng tên lửa là quyền tự vệ có chủ quyền của mình và cáo buộc Washington và Seoul có tiêu chuẩn kép trong các vụ thử vũ khí. Liên minh châu Âu cũng đã tuyên bố cho rằng các vụ thử gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế và khu vực và đồng thời làm suy yếu đi các nỗ lực nối lại đối thoại và giúp đỡ người dân của nước này. Mỹ được xếp hạng thứ 27, quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới.
Mỹ xếp hạng là quốc gia ít tham nhũng thứ 27 trên thế giới, vượt xa các đối thủ như là Nga và Triều Tiên, nhưng xếp sau các đồng minh như là Pháp, Na Uy, Nhật Bản theo một danh sách hàng năm do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố hôm thứ Ba. Tổ chức này đo lường 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong chỉ số nhận thức tham nhũng, gọi tắt là CPI. Các quốc gia được cho điểm trên thang điểm từ 0, nghĩa là tham nhũng toàn bộ, cho tới 100, nghĩa là rất trong sạch. Đối với năm 2021, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã cho Hoa Kỳ điểm 67, giảm từ mức cao gần đây là 76 vào năm 2015. Các yếu tố trong điểm số của năm 2021 bao gồm ngày 6 tháng Giêng năm 2021, cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ và luật tài chánh chiến dịch. Lần đầu tiên Hoa Kỳ giảm xuống 67 điểm vào năm 2020, đánh dấu mức thấp nhất từng được ghi nhận. Chile cũng có số điểm là 67, đứng đồng hạng với Mỹ ở vị trí 27 trong báo cáo năm nay. Các quốc gia có điểm số cao hơn bao gồm Đan Mạch 88, Vương quốc Anh 78 và Hồng Kông 76. Xếp cuối là các quốc gia như là Triều Tiên 16, Iran 25, Trung Quốc 45 và Nga 29. Chỉ số CPI bình quân toàn cầu vẫn ở mức 43, đã giữ nguyên 10 năm liên tiếp. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết đại dịch COVID-19 đã được sử dụng như là một cái cớ để cắt giảm các quyền tự do cơ bản cũng như các bước kiểm tra và cân bằng quan trọng. Đồng thời, viện dẫn các hạn chế ngày càng tăng đối với quyền tự do dân sự ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Facebook hạ gục nỗ lực tiền điện tử. Facebook đang bán công nghệ cho dự án tiền điện tử của mình được gọi là Hiệp hội DIM sau khi dự án này tỏ ra không thành công, The Wall Street Journal đưa tin. Công nghệ này sẽ được bán cho Silvergate Capital Corporation, một ngân hàng nhỏ ở California làm việc với các công ty Bitcoin và Blockchain với giá khoảng 200 triệu đô Mỹ. Ngân hàng và DIM trước đó đã đạt được thỏa thuận phát hành một số stablecoin được coi là ít biến động hơn và được hỗ trợ bởi đồng đô la. Tạp chí cho biết thêm, thỏa thuận đó là một phần trong nỗ lực cải tiến dự án để làm hài lòng các nhà quản lý. Dự án ban đầu được gọi là Libra đã gặp phải nhiều thách thức ngay từ khi bắt đầu. Vào cuối năm 2020, dự án đổi tên từ Libra thành DIM Association để phản ánh những điều chỉnh do các nhà thiết kế của dự án này thực hiện để đáp ứng các kỳ vọng của quy định. Ban đầu, dự án được quảng cáo là một cách đơn giản để người tiêu dùng tiêu tiền và có các đối tác như PayPal, Visa và Stripe. Những quan hệ đối tác đó đều nhằm cho thấy ngành tài chính đang tham gia vào liên doanh và tách dự án khỏi Facebook trong bối cảnh những lời chỉ trích khác về việc nền tảng truyền thông xã hội đang kiểm soát trang web của mình, theo tờ báo. Nhưng các quan chức, bao gồm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, vẫn bày tỏ lo ngại xung quanh khả năng cung cấp bảo mật và quyền riêng tư của nền tảng. Tạp chí lưu ý rằng, cũng có lo ngại về việc nền tảng này đang được sử dụng bởi những kẻ rửa tiền và các nhà khủng bố tài chính. Vào tháng 10 năm 2019, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng anh sẽ ủng hộ việc trì hoãn tiền điện tử sắp ra mắt trong khi chờ đợi sự chấp thuận của tất cả các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. 10 người giàu nhất thế giới đều đã mất hàng tỷ đô kể từ khi bắt đầu năm 2022, ngoại trừ Warren Buffett. Những người giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ sụt giảm trong vài tuần đầu tiên của năm 2022, ngoại trừ Warren Buffett. Một đợt sụt giảm gần đây đối với cổ phiếu công nghệ đã khiến tài sản của người giàu nhất thế giới, CEO Elon Musk, của Tesla giảm 54 tỷ đô Mỹ cho đến nay trong năm nay. Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos đã mất 27,8 tỷ đô Mỹ. Hai nhà sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin đều lỗ hơn 12 tỷ đô và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg giảm 15,2 tỷ đô Mỹ. Trong số 10 người giàu nhất thế giới, chỉ có một người theo dõi giá trị tài sản ròng của ông tăng lên, Buffett, người đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ đô la, nâng tổng con số của ông lên 111 tỷ đô la. Tuần này, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway đã
vượt qua Zuckerberg để trở lại vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu. Đó là một năm thành công vượt bậc của Zuckerberg, gần đây nhất đã vượt Buffett trong bảng xếp hạng người giàu vào năm 2018. Các nhà đầu tư chọn những cổ phiếu có vẻ như đã được định giá thấp hơn và đang giao dịch với giá thấp hơn mức bình thường. Và không giống như các CEO khác, những người có giá trị ròng phần lớn gắn liền với các công ty công nghệ của họ. Buffett, Berkshire Hathaway có một danh mục đầu tư đa dạng giúp ông vượt qua các đợt bán tháo công nghệ. Buffett từ lâu đã khuyến nghị các nhà đầu tư nên bỏ tiền của họ vào các quỹ chỉ số. Quỹ này nắm giữ mọi cổ phiếu trong một chỉ số, khiến chúng tự động đa dạng hóa. Ví dụ, S&P 500 bao gồm các công ty tên tuổi như Apple, Coca-Cola và Google. Vào năm 2017, Buffett nói với đài CNBC rằng, đối với những người đang tìm cách xây dựng khoản tiết kiệm khi nghỉ hưu, các quỹ chỉ số đa dạng luôn mang lại ý nghĩa thực tế nhất mọi lúc. Bất chấp việc bán tháo công nghệ, tài sản 216 tỷ đô Mỹ của Musk vẫn khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới, trị giá gần gấp đôi Buffett. Ngoài ra, Buffett có thể không ở trong top 10 lâu. Năm ngoái, nhà đầu tư này tiết lộ rằng ông đã thực hiện xong nửa chừng việc quyên góp tiền của mình cho các hoạt động từ thiện và không có ý định dừng lại sớm. Rừng Amazon hút thủy ngân từ chuỗi cung ứng vàng. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học ở Amazon đã phát hiện ra mức thủy ngân cao nhất từng được ghi nhận trong tán rừng của một khu rừng nhiệt đới già cỗi. Nhóm nghiên cứu của trường đại học Duke, các loài chim từ khu vực xung quanh trạm sinh học Los Amigos của Peru có nồng độ thủy ngân cao gấp 12 lần mức bình thường. Amazon đang trong giai đoạn bùng nổ khai thác vàng có tính hủy diệt cao, được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng tăng cao. Ví dụ như kim loại quý rất cần thiết trong công nghệ cao, giá vàng đứng ở mức 1.800 Mỹ kim một ounce, gần gấp 4 lần so với năm 2001. Mức giá đó đã kéo làn sóng thợ mỏ đến rìa của Amazon và đưa Peru trở thành nơi sản xuất vàng số 6 của thế giới. Theo đài quan sát trái đất của NASA, việc khai thác đã tạo ra những vết sẹo trong rừng rộng có thể nhìn thấy từ không gian. Một nghiên cứu của Brazil đã khuyến nghị rằng những người Amazonians ở các khu vực khai thác mỏ nên ăn một số loại cá săn mồi ít hơn một lần mỗi tháng. Và một nghiên cứu trước đó của Đức cho thấy 62% dân số trong khu vực có mức thủy ngân cao hơn ngưỡng của cơ quan bảo vệ môi trường. Moderna ra mắt thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine HIV sử dụng công nghệ mRNA. Moderna đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã khởi động các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của vaccine mRNA HIV. Công ty công nghệ sinh học này đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận sáng kiến vaccine AIDS quốc tế để phát triển loại vaccine này, sử dụng công nghệ tương tự như là vaccine COVID-19 thành công của Moderna. Những người đầu tiên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 đã được tiêm thuốc tại Trường Y khoa và Khoa học Sức khỏe Đại học George Washington ở Washington DC theo một tuyên bố của công ty. Gần 38 triệu người trên toàn thế giới, bao gồm khoảng 1,3 triệu người Hoa Kỳ, đang sống chung với HIV hoặc virus gây suy giảm miễn dịch ở người và có thể dẫn tới căn bệnh có khả năng gây tử vong AIDS. Bị chẩn đoán nhiễm HIV từng được coi là một bản án tử hình. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trong thời kỳ cao điểm của đại dịch AIDS Hoa Kỳ vào giữa những năm 1990, hơn 50.000 ca tử vong đã xảy ra hàng năm. Ngày nay, HIV dễ kiểm soát hơn nhiều với các loại thuốc có thể làm giảm tải lượng virus xuống mức không thể phát hiện được để virus không thể lây truyền. Và đồng thời cũng có các viên thuốc uống để ngăn lây nhiễm cho những người âm tính với HIV. Nhưng bất chấp nhiều thập kỷ nghiên cứu, vẫn chưa có loại vaccine nào được phát triển. Một số ứng viên đã tham gia thử nghiệm lâm sàng nhưng không thành công trong các giai đoạn sau. Vaccine mới sử dụng mRNA sẽ giải các tế bào của cơ thể cách tạo ra các protein kích hoạt các phản ứng miễn dịch. Các nhà nghiên cứu đã phát triển không chỉ một loại vaccine chính mà còn là một chất tăng cường để cung cấp các miễn dịch HIV, các phân tử tạo ra những phản ứng miễn dịch thông qua mRNA.
Hy vọng là quá trình này có thể tạo ra các tế bào bạch cầu cụ thể, được gọi là tế bào B, sau đó thì có thể biến thành những gì được gọi là kháng thể trung hòa rộng rãi, có thể vô hiệu hóa virus. Trong số những người tình nguyện, 48 người sẽ được tiêm một hoặc là hai liều vaccine mRNA và 32 người cũng sẽ được tiêm nhắc lại. 8 người còn lại sẽ chỉ nhận được bộ tăng cường. Sau đó thì các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi an toàn và hiệu quả của vaccine mới trong tối đa 6 tháng sau khi những người tham gia nhận được liều cuối cùng. Với tỷ lệ người trẻ mắc ung thư ruột kết cao, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát. Một nghiên cứu lớn mới đây đã phát hiện ra rằng, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối, khiến các bác sĩ phải kêu gọi phát hiện và sàng lọc sớm. Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Y Colorado đã phân tích dữ liệu từ hơn 100.000 người bị ung thư biểu mô tuyến, một loại ung thư mạnh hơn có nhiều khả năng bị mắc ở các giai đoạn sau. Họ phát hiện ra rằng những bệnh nhân trẻ từ 20 đến 29 tuổi có tỷ lệ các trường hợp ung thư ruột kết mới được chẩn đoán tăng cao nhất và có nhiều khả năng đã ở giai đoạn xa của ung thư khi được chẩn đoán, nghĩa là ung thư đã di căn. Đặc biệt, các nhóm phụ của người da đen không phải gốc Tây Ban Nha và người gốc Tây Ban Nha có mức tăng cao nhất. Lực lượng đặc nhiệm dịch vụ dự phòng Hoa Kỳ, tổ chức hàng đầu về y học dự phòng, gần đây đã thay đổi hướng dẫn tầm soát ung thư ruột kết từ 50 tuổi xuống 45 tuổi, sau khi xem xét các xu hướng gia tăng gần đây các trường hợp ung thư ruột kết ở những người trẻ tuổi. Tiến sĩ Terry Bard, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu và cộng tác viên của ABC News cho biết, về lý do tại sao tỷ lệ này có thể tăng lên, các yếu tố nguy cơ như béo phì, chế độ ăn uống hoặc các yếu tố môi trường có thể đóng một vai trò nào đó. Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jordan Carlis, trưởng khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Denver Health, lưu ý một yếu tố khác có thể giải thích xu hướng này là sự chậm trễ trong chẩn đoán. Khi có triệu chứng đầu tiên, những người trẻ tuổi có thể không đi khám ung thư ruột kết ngay lập tức vì quan niệm sai lầm rằng đó là một chẩn đoán không chắc chắn. Điều này có thể trì hoãn việc chẩn đoán, khiến ung thư có thời gian tiến triển sang giai đoạn sau. Theo Carlis, những sự chậm trễ này có thể tránh được với việc sàng lọc kịp thời. Các triệu chứng phổ biến cần chú ý bao gồm chảy máu trực tràng, đau bụng dai dẳng hoặc đầy bụng và suy nhược không rõ nguyên nhân. Nghiên cứu này không liên quan đến tiền sử gia đình. Nếu một thành viên trong gia đình bị ung thư ruột kết, nó có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư ruột kết. Các bác sĩ khuyên những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình và các hội chứng di truyền như hội chứng Lynch nên nói chuyện với bác sĩ của họ vì họ có thể cần tầm soát sớm hơn. Carlis gợi ý, những ngày lễ và họp mặt gia đình là thời điểm tuyệt vời để bạn chủ động hỏi bệnh sử của họ. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 của ngày 28 tháng Giêng của Bộ Y tế cho biết có 14.929 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 4.633 ca khỏi bệnh và 141 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.885 ca, Bắc Ninh 1.013 ca, Đà Nẵng có 886 ca, Hải Phòng 635 ca, Quảng Ninh 617 ca, Thanh Hóa 582 ca, Nam Định 518 ca, Phú Thọ 454 ca, Hòa Bình có 427 ca và Bình Định có 424 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.218.137 ca nhiễm với 37.432 ca tử vong. Và số ca được điều trị khỏi là 1.950.244 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.147 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng Giêng, đã có 785.008 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine được tiêm là 180.366.266 liều. Trong đó tiêm mũi 1 79 triệu liều và tiêm mũi 2 là 74 triệu liều, tiêm mũi 3 đã lên tới 27,3 triệu liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay, 1 Canada tức là 1 gia kim bằng 0,7830 đồng Mỹ Kim và bằng 0,7021 đồng Euro. 1 gia kim bằng 17.733.22 đồng Việt Nam và 1 Mỹ Kim bằng 22.644.43 đồng Việt Nam.
giá dầu thô WTI là 86 đồng 82 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 90.03 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở 1792.11 Mỹ kim một ounce. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo về các video tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có các video về du lịch, văn hóa, ẩm thực, sức khỏe và đời sống và tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Tuấn Liêm cùng với nhóm biên tập xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.